Rồi chào anh em nha, nay mình xả thanh lý một ít ISO ATE dòng V4 nha anh em. Thì nay mình xả, mình còn một ít ISO mình thanh lý xả bỏ luôn nha. Thì mình thanh có lý là dòng 150 đời 29 đèn led nha. Rider Sachi FI nha. Quay RSX FI. Quay 110i. Dòng Winner X. À, dòng fuel led nha anh em đó. Thì tất cả đây là hàng chính hãng của ATE Racing, mới 100% mẫu V4 nha anh em. Thì một bộ nó sẽ bao gồm là EQ, cáp kết nối máy tính, cáp chuyển đổi map và cái đĩa đó nha anh em. Và bình thường giá công ty thì mỗi một bộ này sẽ bán giá là 2,5 triệu. Này mình thanh lý xả bỏ nha anh em, mình thanh lý chỉ có 2 triệu một bộ thôi nha anh em. Đó, thanh lý xả bỏ 2 triệu một bộ. Đây, con này là con EQ của con dòng xe là AT150 đời 29 đèn led nha anh em ơi. Đó, 29 đèn led. Con này là của Raider Sachi FI nha. Đó, những dòng này là dòng V4 tích hợp được rất là nhiều chức năng nha. Đây là dòng VS110 đời xài thẻ nha anh em, đời xài thẻ đó. Rồi tiếp FI nè, quay 110i nè. Còn cái này là của Winner X nha anh em, Winner X là nó xài thẻ, còn Winner V1 á là nó xài cục rất là lớn. Còn cục này là của Fuelet nha anh em. Đó, Fuelet đời xài thẻ. Rồi mình còn hết, mình thanh lý xả bỏ dẹp luôn nha anh em ơi. Anh em cần thì alo mình. Giá thì chỉ có 2 triệu một bộ thôi nha. Giá công ty 2,5 triệu. Hàng chính hãng, ba anh em thầy thợ test, mới 100%.